đẹp quá. Đẹp rồi. Nó phải cô tư như cái cô chưa ấy. Thôi đừng rồi, đẹp quá. Rồi. Đây để anh giấu chụp cho cái này anh chị nhé. Hello. Giữ chọn lòng như rừng cúc. Bởi quá thương không thể hát bằng lời. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Rồi, đẹp rồi. Sang bên này này. Nó không đẹp không? Đẹp không? Dọc này thì không đủ. Hết được. Bạn đi, ai làm vào đi với em cutting nhưng mà. Vâng. Cái đấy là ông phải ngồi xuống. Rồi. Đây. Em lấy. Qua này từ từ em lấy cái hình kia nữa. Chuyển hết lên nhóm, ai muốn view cái nào lên. Rồi. Ok, nó ngắn nó chuẩn hơn. Ba là cá đây là mình không hề đánh bắt rồi mà. Các cô chú lái đò nói rằng là có những thời điểm mà mình nhìn thấy những chú cá mà to đến 7-8 cân và trên chục cân bơi đây là bình thường ở cái vùng nước sâu. Cô chú ơi, ở thẳng trước mặt mình ở phía bên tay phải mình đây ạ, đây chính là đảo Đầu Lâu trong bộ phim Công đấy ạ. Ngày xưa thì điểm này mình có đón khách tham quan và những ngày đầu mình đón thì có khoảng 30 người dân tham gia đóng vai thổ dân. Và cái điều đặc biệt là những người tham gia đóng vai thổ dân ở đây là những người đã trực tiếp tham gia đóng vai thổ dân, họ là những diễn viên quần chúng và bây giờ là lại là người đón khách mình đến tham quan. Và sau khi bộ phim Công này đi vào trình chiếu, đi vào khỏi quay đi thì tên tuổi của Ninh Bình đã đưa lên rất là nhiều rồi, nhưng mà đặc biệt là khi mà có làng thổ dân này nữa thì lượng khách quốc tế đến với Ninh Bình tăng gấp 3 lần rồi. Nhưng rất là tiếc là cái điểm này mình xây dựng trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An, và cứ 5 năm thì UNESCO họ sẽ bình chọn là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới một lần. Và những công trình gì mà mình xây dựng sau á mà trái với công ước của Liên Hợp Quốc về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới với mục đích mà mình khai thác về du lịch thì tạm thời là mình chưa được phép chấp nhận, nhưng trong tương lai đây cũng sẽ là một khu làng việt cổ của Ninh Bình. Và hiện nay thì họ đang xây dựng các dự án, các tổ dân tái các dự án ở khu vực này ạ. Và trước đây là cái cầu mà cô chú mình đi ở đây á, thấy cầu này là ngày xưa là họ đặt một con tàu chiến. Con tàu chiến này là lấy nguyên bản từ con tàu chiến là phục dựng lại con tàu chiến trong bộ phim Công, là mình đặt luôn ngang cho du khách mình đi ngang qua luôn ạ. Thấy rất nhiều các loại động vật hoang dã sinh sống tại đây. Mình biết không mà những cái loài này mà nếu mà có mà lượng khách bị đến đông á thì nó thường sẽ chạy sâu vào trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An. Ngày xưa các cô chú mà đi đạp đồng ở đây, các cô chú nói rằng là khi mà đi đây mình nghe thấy tiếng con sơn dương nó kêu lên một tiếng rất là thảm thiết, thì theo âm thanh này họ sẽ bắt được một con chăn rất lớn, bởi vì con chăn này nó vừa nuốt sơn dương xong nó về nó nằm yên ở cái chỗ đó, thì người ta vừa bắt được chăn và vừa bắt được con sơn dương đấy luôn. Và xin giới thiệu với đại chúng ta là ở đây có những cây trái tự nhiên tham mùa thì bày chỉ vàng ở đây di chuyển rất là nhiều. Bên cạnh đó thì có rất nhiều loài sóc loài rơi và le le ở đây thì nhiều lắm ạ. Và có một cái mà con rất là mừng, rất là phấn khởi là hôm nay các cô chú trong đoàn chúng ta mình đi theo đúng định hướng là phát triển du lịch sinh thái. Không có ai hỏi con là con này ăn có ngon hay không, chứ ngày trước các thuyền đi thì mình ai hỏi con là con này ăn thế nào. Thì xin thưa với các cô chú rằng là ca sao mình có câu rằng là thương chồng thì nấu cháo le le, nấu canh đông bí, nấu chè hạt sen, đúng không ạ? Thế mình biết rằng rất đầu tư rất có giá trị kinh tế, đúng không ạ? Và những nhà hàng chuyên chi mà Ninh Bình con, một số nhà hàng ở phía bên ngoài á, người ta bán là 700-800 nghìn một con le le bé từ xíu như thế này thôi. Nhưng mà tại quần thể danh thắng Tràng An này mình được bảo tồn những con le le này là sinh sống hoàn toàn tự nhiên ở đây. Và con lại có một câu đố vui này, nhà mình biết rằng là mình sắp đến giờ mình di chuyển đến trên bến rồi á, thì mình biết rằng là trong bài Bắc Thiên Thang, đúng không ạ, một bài hát mà tất cả từ thiếu nhi cho đến người lớn mình đều thuộc á, thì nhạc sĩ Hậu có sáng tác là con le le đánh trống thở kèn. Thế con đố với cô có chú trong đoàn chúng ta nhé, tại sao trong bài hát đến mỗi một loại động vật chỉ có mỗi một nhiệm vụ thôi, nhưng mà riêng chú le le của chúng ta là làm được hai nhiệm vụ liền, vừa đánh trống vừa thở kèn